Lily mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lily mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Lily để làm một món, đó là nui xào bò. Ở đây Lily có hai miếng thịt bò nè. Rồi Lily có cà rốt, bí ngòi, trái squash ở bên Mỹ á, ớt chuông, hành tây, cần tây, hành lá, nui nè. Cách chất nữa nè: dầu ăn, dầu hào, dầu mè, nước tương, bột năng, tiêu, muối, bột nêm, bột tỏi, rồi tỏi và hành hương băm nhuyễn. Thịt bò thì Ly đã sắc nhỏ ra rồi nè. Bây giờ Ly sẽ ướp cái thịt bò. Để cho vào một ít dầu mè, rồi dầu hào, một ít dầu ăn cho thịt bò nó mềm. Rồi mình cũng phải cho bột năng nữa ha. Muối, tiêu, bột tỏi, bột nêm, rồi tỏi và hành hương băm nhuyễn. Mình trộn đều lên. Ướp khoảng 15 phút cho thịt bò của mình nó được thấm. Ly bắt lên bếp một cái nồi nước nè. Để Ly luộc nui, bây giờ nước sôi rồi Ly cho một ít muối vào. Giờ Ly cho nui vô Ly luộc. Nui Ly nấu đã được một lúc, bây giờ nó đã chín mềm rồi nè. Ly sẽ tắt lửa. Và nui thì Ly đã luộc xong rồi nè. Ly đã sắc nhỏ ra cái ớt chuông, rồi hành tây, cần tây, hành lá Ly sắc khúc, cà rốt Ly cũng sắc nhỏ ra rồi, bí ngòi Ly cũng sắc thành từng miếng nhỏ. Bây giờ mình vào bếp mình xào. Ly bắt lên bếp một cái chảo, Ly cho một ít dầu ăn vào, rồi Ly cho tỏi và hành hương vào, Ly phi cho nó vàng thơm lên nè, Ly cho thịt bò vào Ly xào. Rồi khi thịt bò vừa chín tới đó, mình tắt lửa, mình lấy ra nha. Múc hết cái thịt bò ra. Rồi mình dùng cái chảo này luôn, mình cho nui vào mình xào. Mở lửa lên lại nè. Cho vào một ít ketchup. Rồi mình xào đều cái ketchup với cái nui lại với nhau nè. Mình cho vào một ít nước tương. Giờ mình cho cà rốt vào trước, tại vì cà rốt nó lâu chín. Sau đó mình cho hành tây nè. Thank you.
Rồi cái bí ngòi, cá squat á, mình cho lên. Rồi bây giờ mình mới cho thịt bò vô lại nè. Cuối cùng là mình cho cái hành lá, cần tây và ớt chuông vào. Khi mà mình xào thấy cái rau của mình vừa chín tới, mình tắt lửa ha, mình cho ra dĩa. Và đây là dĩa nuôi xào bò nè các anh chị và các bạn. Ly mới vừa nấu xong nè, Ly cho ra dĩa rồi. Là gia đình của chúng ta sẽ có một dĩa nuôi xào bò ăn rất là ngon. Mình cho lên một ít tương ớt nè, để chút nữa mình chấm với cái thịt bò đó cho nó cay cay. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Lily. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và chia sẻ để Lily có nhiều món ăn khác chia sẻ cùng với mọi người nha. Ly chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.